Yeah. Hello, chào anh em, nó quay trở lại kênh và Dương Như Rích à. Bây giờ cho mình xe nô môn Mì tôm, Mì tôm, Mì tôm Hàn Quốc siêu cay. Mình sẽ đi mọi người ơi. Đây, chúng mình đã chuẩn bị ớt, chuẩn bị sao khoai mì tôm Hàn Quốc và nước tương Nhật Bản nữa. Một khối mì tôm ớt trứng vàng nha anh em. Đây là quả. Đây qua chúng mình rừng đây mọi người ơi. Đây là nha. Đây đó, quả cốc rừng. Đây, lúa mì Hàn Quốc nha anh em. Lúa mì lúa chuẩn bị rồi. Này. Đây mình chúng mình đang đốt lửa nha anh em. Đây là cho bốc lên. Quẩy khói ớt lạnh. Đó anh em có thấy nữa có bọn mình đẹp không? Nếu anh em rảnh thì hãy đến tắm. Em lâu cho mình phải đến tắm ở đây nhé. Các bạn để lại những comment với nước đi nhé. À, rất là sạch luôn nha mời. Là sạch lắm. Chờ lừa cho mình sẽ đi tắm nhé anh em. Ok. Bây giờ chúng mình sẽ luộc mì siêu cay Hàn Quốc nhé mọi người. Bây giờ chúng mình sẽ luộc. Nó không to lắm anh em ạ, khoảng 10cm thôi anh em. Đó. Đây mình sẽ luộc. Cá bơ. Mình sẽ luộc nhé. Cá rô nhập ra đằng lại. Mời các bạn cùng ăn với quả cánh phạm chuối nhé. Các bạn thấy đừng quên ủng hộ kênh quả phạm chuối ra và comment ở chữa nhé. Và like. Thì vừa rồi cả là cái em có bảo vệ cái để ăn mừng những chị ác. Chúng mình đang ăn mừng về những cô đăng ký của anh em. Cảm ơn anh em đã đăng ký dùm cho phạm chuối vlog nhé. Nên anh em rành tí hãy đến nhà chúng mình để nấu món ốc xào cay nhé anh em. Ốc chiên, ốc luộc, ốc Hàn Quốc nhé anh em. Anh em đây là quả cốc rừng. Quả cốc rừng nhé anh em. Bay qua cốc rừng. Đây là ngon, ăn rất là chua. Ở nhà còn nhiều nên cho mình nêm ít thôi. Sơn nó chua lắm anh em. Đem thêm ớt nữa nè. Ăn vị ớt rất là ngon mọi người nhá. Ăn vị ớt có phương ăn vị ớt rất là ngon. Ok anh em, bây giờ cho mình xài đi quay cảnh nhé nha. Khóc nhiều lắm anh em. Chặt mình đau lắm. Chân này. Đó. Đau lắm anh em. Ôi xấu ôi. Đau lắm anh em ơi. Nước thế này lắm. Đi tiếp thôi. Ôi dạ. Đau quá. Cô đi nội mọi người ạ.
kia, cái nhìn đây rất là đẹp luôn anh em ơi. Có hai con bò, bò mẹ và bò con nha anh em. Đó. Đây rất là đẹp luôn. Và mát lắm anh em. Nếu anh em rảnh thì hãy đến đây chơi cùng mình nhé. Mình thì không đến đây chơi nhiều lắm anh em, một chỗ rồi. Đó, cảnh rất là đẹp. Còn mấy chú ở đây cũng phá hoại. Cảnh ở đây, đó anh em. Đó, cái xe cũng chạy hết, vứt vào suối luôn anh em. Nước trong xanh lắm anh em ơi. Đó, nước xanh, xanh đẹp lắm. Chúng mình cứ đến tắm ở đây hoài, không chán chút nào. Kia cảnh đây rất đẹp. Đó, có một phụ nữ đang đi lắm anh em. Có một cô gì đó đang đi tắm ở đây và chặt quần áo. Anh em ơi, nếu của chúng mình sắp chuyển rồi anh em. Thì nữa chúng mình lọc xong, thì nữa chúng mình sẽ xào nhé anh em. Đây có dầu, dầu mì tôm này anh em. Vâng, đây. Tôi mua nha anh em. Vâng. Đủ. Đây cái lá chuối đã, thì nữa chúng mình sẽ đủ vào cái tô đủ cho mày. Đợi cái tiết nữa là chuối đến thì được, chúng mình sẽ. Anh em bảo quên không bỏ nhạt, đâu hay không bỏ nhạt. Hai bà vợ bà đấy. Mình sẽ bỏ mì tôm vào những lá chuối này nha em. Rồi, bỏ vào cái lá chuối này nha em ơi. Rất là dai luôn nha em ơi. Dai và giòn nha. Do bà hâm, trung đôi bà hâm. Nước, tao bắt chạm nó, nó bụi cái tên cái chẳng này lại. Chà nào bước kiếm đặc biệt là tòa bạc cái chân. Nó được có. Không có. Lạ. Không có. Ơi. Cái này rồi lắm nha. Anh em ơi, bọn trẻ trâu đang tắm kia anh em. Rất là vui vẻ luôn. Nước ở đây rất là sạch luôn anh em ơi. Sâu. Rất là sâu luôn anh em.
đợi sai mấy tôm nữa thì chúng mình qua đây coi mấy trái trâu đang tắm lại xoay nhé. Đây mình sẽ đi 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 ra các bạn này nhé. Rất là mát đó. Nó rất là mát luôn anh em ơi. Anh em thấy hay đừng quên đăng ký và like và comment phía dưới. Ok anh em, bây giờ chúng mình sẽ bò mây mi Hàn Quốc này vào cháo nữa anh em. Đó, chúng mình đã đang bỏ dầu vào cháo. Dầu khoảng 11 bì trầu. Bỏ vô. Đây là dầu, dầu dầu mì. Mẹ lấy lều khóc. Tôi phải lựa lập ở tôi. Đang có tôi bị lựa. Tôi chen bánh cục để ăn tôi. Nó ăn tôi. Cái gì vậy lửa. Tâm mật rồi. Tôi ở đây tuần tôi ở đây. Tâm mật rồi. Bắt đầu ở đây có gì. Khi ạ. Rất là nhiều luôn anh em. Đó. Cho bộ. Hết luôn anh em ơi. Để điện thoại được. Sao bực đã sao bực ria. Hàm cho. Mì hơi cháy anh em ơi. Đó. Chạy giờ không chung anh em ơi. Cháy thì mình sẽ ăn xa. Anh em thông cảm cho mình nhé. Cho mình chưa biết nấu. Nên cho mình nấu một tí xem thế nào. Cái lắm anh em ạ. Giờ cho mình sẽ bỏ. Bật đi. Rồi xem mình sẽ trộn. Trộn cho nước nha anh em. Sợ tay và vô nhá. Giờ rồi kìa. Cái tên là cho anh em vứt luôn nha mọi người. Sợ mình ăn làm đau bụng. Bạn
tết đến ăn chứ mà. Đây, cái này rất ăn rất là tròn. Đũa nạc đũa. Rà nạc lộng. Rà nạc lộng. Đen. Chim chu, tiện bán. Hai! Đọc ra, hai! Này, một chả, một chả, phải ăn bè. Hai, lại, hai, hai. Chờ, chúng mình sẽ tức tức nha. Mời các anh. Việt, Việt Phúc Ba sẽ mời các bạn nha. Mời các bạn. Mời, mời anh em ạ. Như từng ngon, như từng ngon. Ngon lắm anh em ạ. Cay hơn cấp độ 7. Thế mình đang làm luộc mặc xin mặc. Cay hơn. Rồi thì mình vội cho em ơi. Mấy cái thứ mặc xin mời anh nhá. Đấy. Cay lắm anh em ạ. Mời anh cùng ăn. Mời mọi người nhá. Mời mọi người nhá. Ăn cái này thì không nóng. Không có nóng nha nha. Đây là ngon, đây là tròn nhá. Nhiều lắm anh em nhá. Đây của anh em ơi. Đi bên này, đi chỗ chỗ bên này. Chỗ chỗ. Bọn cọc rừng, cọc rừng. Cọc rừng. Mất đi. Cây quả mọi người ơi. Pate à. Cây ra nặng mắt luôn mọi người. Pate à hả? Anh em. Quả em nhá. Quả ngon. Được cả mắt luôn.